Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái chuyện lấy vợ, lấy chồng nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả một đời người. Khi mà chúng ta chọn được cái người phù hợp, những người mà hợp tuổi, hợp mệnh, thì cái chuyện vợ chồng nó sẽ được suôn sẻ và thuận lợi hơn những cặp khác. Trong trường hợp nếu mà chọn vào cái cặp xung khắc thì dễ xảy ra chuyện ly tán, tan vỡ. Và từ trước đến nay thì mỗi khi mà chọn đến cái tuổi dựng vợ gả chồng, ông bà ta thường là chọn theo cái tuổi hợp để chúng ta tiến hành công việc hôn nhân cho được thuận lợi và may mắn, đúng không ạ? Và để cho cái cặp đôi đó được hạnh phúc trọn vẹn đến lâu dài, cũng như là gì, trong công việc làm ăn, hợp tác thì nó cũng sẽ được thuận lợi và gặp được nhiều may mắn, thu hút được nhiều cái tài lộc và tiền bạc đó. Và trong video ngày hôm nay thì rất nhiều bạn hỏi tôi là tôi tuổi Tý thì lấy vợ tuổi nào là hợp trong 12 con giáp, hoặc là tôi tuổi Tý thì lấy chồng tuổi nào hợp trong 12 con giáp đó. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Tý thì sẽ lấy tuổi nào thì sẽ hợp về con đường làm ăn, lấy tuổi nào sẽ hợp về con đường con cái, lấy tuổi nào sẽ hợp về cái con đường gọi là làm giàu, tiền vào như nước sông Đà đó. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì đây là bảng thập nhị địa chi của 12 con giáp, và tôi đã ghi các cục diện là hợp xung hình hại phá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét tuổi Tý, lấy từng tuổi một nhé. Đây, hôm nay là chúng ta xét theo địa chi, còn hôm khác tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn xét theo thiên can, đúng không ạ? Thì để cho nó được trọn vẹn hơn. Ví dụ địa chi được khoảng 10 điểm, 20 điểm. Bình thường là lấy thang điểm là 10, đúng không ạ? Nhưng Tý lấy Sửu là được 10 điểm, đúng không ạ? Nhưng mà cái ông Mậu Tý ông lấy tuổi Sửu thì lại được tận 20 điểm cơ. Nó lại được thêm cả gì? Thêm được cả cái phần gọi là quý nhân, lại thiên ất quý nhân. Đó. Hoặc là gì? Ông Tý lấy ông Thìn thì ông Tý lấy ông Dần thì bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà riêng ông Giáp Tý mà lấy tuổi Dần ấy, thì lại được đến tận 100 điểm cơ. Nó lại là cái chuyện là gì? Hợp lại còn là lộc nữa, đúng không ạ? Tức là vừa nó là lộc trời cho. Đấy. Thì cặp đôi này lấy nhau là cứ lấy nhau là auto giàu, không biết tại sao, đúng không ạ? Ví dụ thế, đấy. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về từng tuổi nhá. Tuổi Tý lấy tuổi Sửu như thế nào, lấy tuổi Dần như thế nào, đến lấy tuổi Hợi thì như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì trước khi đi vào chương trình ấy, tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về những cặp đôi xung khắc, đúng không ạ? Thì ngày xưa các cụ người ta có cặp là gì? Những cặp bộ tứ hành xung ấy, vị Dần Thân Tị Hợi, Tý Ngọ Mão Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi. Đấy, đó là những cặp xung khắc. Và những cặp này thì rất dễ xảy ra những cái chuyện là tan vỡ, đúng không ạ? Và ông bà ta thường chọn cái tuổi vợ chồng, tuổi hợp tác làm ăn theo cái tuổi tam hợp hoặc là nhị hợp. Để tam hợp được cách 3 tuổi là chúng ta sẽ lấy, đúng không ạ? Đấy, vậy nên là gì? Khi mà chọn được tuổi tam hợp thì nó sẽ hòa hợp, nó giúp cặp đôi đó hạnh phúc hơn. Đó. Và trong video trước tôi cũng đã chia sẻ về cái chuyện là tam hợp hóa tam tai và tam hợp hóa ngũ phúc. Khi nào thì hóa ngũ phúc, khi nào thì hóa tam tai, thì các bạn hãy xem lại ở cái phần video về các cặp đôi tam hợp ấy. Thì tôi đã chia sẻ hết cho quý vị và các bạn về chi tiết nên lấy như thế nào thì sẽ được tốt lành, được may mắn, đúng không ạ? Vậy nên thì gì? Cái cặp tam hợp nó là một cái dạng minh hợp, nó để hóa giải những cái xung khắc trong chuyện vợ chồng, con cái, đúng không ạ? Và trong phong thủy thì người ta sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải những cái cặp đôi xung khắc. Các cụ có câu, đúng không ạ? Ở trong phong thủy, thuật phong thủy thì có một cái nguyên tắc, đó là gì? Tham sinh kỵ khắc, tham hợp quy xung. Đó. Vậy nên người ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải cái cặp đôi xung khắc. Những cặp đôi nào mà xung khắc vợ chồng thì thường là sẽ đeo một cái vòng tam hợp quý nhân bên mình để được hóa giải, đúng không? Để hóa giải, để giúp vợ chồng hòa thuận hơn, cuộc sống gia đình nó được yên ấm hơn. Đấy, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Cái vòng cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị mà thỉnh vòng hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng cái ngày tháng năm sinh của mình thì nó sẽ được tốt nhất cho quý vị. Đó. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào xét tuổi Tý này, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta xét về tuổi Tý lấy tuổi Sửu thì theo quý vị có hợp không ạ? Đấy, chuột lấy châu. Thì các cụ nói là gì? Tý Sửu nhị hợp. Cái cặp Tý và cặp Sửu này là cặp lục hợp hay còn gọi là nhị hợp ấy. Thì trong 12 con giáp thì có 6 cặp đôi là nhị hợp với nhau, nó tạo thành gì? Tạo thành bộ lục hợp, người ta gọi là lục hợp. Hay hiểu một cách đơn giản khác là gì? Có 6 cặp đôi con giáp hợp với nhau, sinh cho nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp. Đấy. Các cặp đôi thuộc cặp lục hợp thì đều kết thành một đôi sẽ tạo nên cái sự may mắn, tạo thêm cái sự hạnh phúc, tạo nên cái sự gì? Hạnh phúc, tạo nên cái sự trọn vẹn giàu có. Đó. Như vậy là gì? Tuổi Tý lấy tuổi Sửu là tốt nhá. Tốt, đúng không ạ? Vậy chi là các bạn nào mà tuổi vị Giáp Tý 1984 thì có thể lấy là gì? Lấy
Ất Sửu 1985 hoặc là Bính Tý một hoặc là Đinh Sửu 1997 đó thì cũng sẽ được là lục hợp, nó sẽ tốt. Hoặc là các bác mà Nhâm Tý 1972, Nhâm Tý 1972 thì sẽ lấy gì, lấy kỳ lấy Quý Sửu 1973 đó, hoặc là lấy Giáp Tý 1984 lấy Ất Sửu 1985 đó thì cũng là hợp. Đấy, các bác thử chứng nghiệm xem những cặp đôi này Tý Sửu ấy thì thường là gì, sống với nhau rất là hòa thuận, rất là êm đềm, đó, hiếm khi có chuyện gì xảy ra. Đó, đó là cái cặp đôi đầu tiên. Thứ hai chúng ta xét về cặp Tý và Tuổi Dần, đúng không? Tý là vào Tuổi Dần thì cũng là dạng bình thường nhé, nó không rơi bộ nào cả, đúng không? Tý là ngũ hành thuộc Thủy, Dần là ngũ hành thuộc Mộc, đúng không? Thì Thủy Mộc tương sinh, nếu mà chồng tuổi Dần mà lấy vợ tuổi Tý thì lại là được tương sinh, dễ bảo, đúng không? Dễ bảo vợ. Còn ngược lại nếu mà chồng tuổi Tý mà lấy vợ tuổi Dần thì là hơi căng, cũng tùy theo con giáp đấy, nhưng mà gì Tý lấy Dần thì là bị sinh cho, đúng không? Như vậy nếu mà chồng tuổi Tý lấy vợ tuổi Dần thì dễ gì, vợ sẽ là người mà gì quyết định mọi việc, vợ sẽ là trụ cột của gia đình đấy, thường là như vậy. Các bác thử để ý thôi nhá, thử để ý trong các cuộc sống xem nếu mà ông Tý mà lấy bà Dần đấy, thì thường là gì, thường là những người mà sẽ phải sợ vợ đấy, các cụ vẫn nói là sợ vợ ấy, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão là như vậy, đúng không ạ? Đó, đó là cặp thứ hai. Như vậy là tuổi Tý và tuổi Dần ấy, thì cũng tùy nhá, nếu mà vợ Dần chồng Tý khác mà chồng Tý vợ Dần khác đó. Tiếp theo cặp thứ ba chúng ta sẽ là cặp Tý và Mão đấy, thì Tý và Mão nó rơi cục hiện là tương tề tương hình, đúng không ạ? Hay là gì gọi là vô lễ chi hình, hay còn gọi là gì, là cái hình phạt do vô lễ đấy. Các cặp đôi mà Tý mà lấy tuổi Mão ấy thì rất dễ là bị phạm vào cái mâu thuẫn đấy, dễ xảy ra cái chuyện phạm pháp và dễ xảy ra những cái tai họa. Bên cạnh đó hai cái tuổi này này, hai cái tuổi này này còn chứa cái mệnh đào hoa, đúng không ạ? Chúng ta biết là Hợi Mão Mùi thì đào hoa tại Tý, vậy nên nó xảy ra nhiều cái tình trạng là dâm loạn nó xảy ra, nó không tốt cho gia đình, dễ xảy ra chuyện ngoại tình bồ bịch linh tinh. Thì ngoài ra Mão và Tý hình nhau cũng tựa như là gì, như là bỏ sáng vào tối. Sở dĩ như vậy là do Mão là ban giờ ban ngày, còn Tý là thuộc giờ ban đêm đấy, từ đó mới có cái sự sinh sự ra cái chuyện căng thẳng, con cái vợ chồng thì ốm đau liên miên đấy. Nhìn chung thì những người mà phạm vào cái kiểu này ấy, thì cái tính tự chủ, cái tính tự quyết nó kém, không thể độc lập quyết định các vấn đề gì đó của bản thân, và tính tình họ khá là hấp tấp, khá là vội vàng, và thường là những người cố chấp nên khó có thể kiềm chế được trước mọi tình huống, đúng không ạ? Và gây nên những hiệu quả khôn lường. Chính vì cái lý do này mà nên là những người tuổi Tý và những người tuổi Mão ấy, thì thường là cũng không nên lấy nhau. Các bạn nào mà thử ví dụ như cặp Giáp Tý mà lấy Đinh Mão thì cũng rất là chắc chở. Tôi chiêm nghiệm rất nhiều cặp rồi, đúng không ạ? Hoặc là gì? Giáp Tý mà lấy 75 là Ất Mão thì cũng vậy. Nói chung là cũng có rất nhiều cái khó khăn. Thì quý vị cứ thử chiêm nghiệm nhé. Các bác nào tuổi Tý mà lấy tuổi Mão thì có thể comment cho bên dưới để cho mọi người cùng biết, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ đến tuổi Tý mà lấy tuổi Thìn, đúng không? Tuổi Tý lấy tuổi Thìn có hợp không? Thì chúng ta biết Thân Tý Thìn là bộ tam hợp, đúng không ạ? Như vậy là những người tuổi Tý mà lấy tuổi Thìn thì sẽ được bộ tam hợp. Thì trong 12 con giáp thì có bốn, cứ cách ba con thì lại có gì, một bộ tam hợp. Như vậy là chúng ta có 12 chia 3 thì bốn bộ tam hợp, đúng không ạ? Những con giáp này thuộc tam hợp thì khi mà nằm trong mối quan hệ tam hợp ấy, thì nếu mà là vợ chồng hoặc là kết hợp đồ ăn thì thường sẽ suôn sẻ hay thông, cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, dễ dàng tiến tới cái thành công. Và nếu là vợ chồng thì rất hòa hợp, rất hòa hợp, đúng không? Rất hòa hợp. Vậy nên là các cặp này nên lấy nhau. Mà các cụ người ta nói cứ trai gái cách nhau 3 tuổi, cách nhau 3 năm, 1, 2, 3 thì là cưới. Đó, thì sẽ được là bộ tam hợp, thì sẽ rất là tốt. Tiếp theo chúng ta có tuổi Tý lấy tuổi Tỵ thì sao, đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng ta có bộ tứ tuyệt, đúng không? Có bộ tứ tuyệt, trong đó là gì? Tý và Tỵ nằm trong bộ tứ tuyệt. Các cặp đôi thuộc 12 con giáp mà khi gặp nhau sẽ kìm hãm cái sự phát triển của đối phương. Đấy, thì khi mà gặp cái bộ tứ tuyệt này thì nó sẽ gì? Cái cuộc sống nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, bệnh tật, công việc thì cũng khó có thể phát triển, và tài vận thì kém. Đấy, nhân duyên, tình duyên thì lận đận. Đó. Vì tứ tuyệt thường mang đến cái vận xui cho các cặp đôi nên là nó thường được gì? Tránh đi. Tránh những tuổi kết hôn, tránh tuổi vợ chồng. Kể cả việc xem ngày thế người ta cũng kỵ vào những ngày tứ tuyệt. Đấy, sinh con cũng vậy, người ta cũng kỵ sinh vào những cái tuổi như vậy. Đó. Vậy nên là gì? Tuổi Tý và tuổi Tỵ thì cũng rơi vào bộ tứ tuyệt. Vậy nên là cũng không nên lấy nhau. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta đã xét đến tuổi Tỵ rồi đó. Tiếp theo tuổi Ngọ, Tý Ngọ tứ hành xung thì chắc các bác biết rồi đó. Cũng không phải nói.
Nhưng mà tôi cũng nói qua một chút là gặp cái bộ tứ hành xung ấy, Tý Ngọ Mão Dậu ấy, thì Tý và Ngọ là chí xung. Đấy. Khi mà nằm trong bộ tứ hành xung này thì cái tính cách nó trái ngược nhau hoàn toàn. Đấy. Các quan điểm sống và phong cách sống cũng trái ngược nhau hoàn toàn. Cái điều này nó thể hiện qua những cái lần khắc khẩu, những cái cuộc tranh cãi, những cuộc cãi vã và những cái bất đồng về quan điểm khiến cho gì? Khiến cho hai cái cặp đôi này, Tý và Ngọ thì rất dễ chia ly. Đặc biệt là 90 canh Ngọ mà lại lấy giáp Tý nữa thì lại thiên khắc địa xung thì lại càng nhanh tan. Đấy, kiểu như vậy, đúng không? Đó là tuổi tuổi Ngọ, đúng không? Như vậy là gì? Tuổi Ngọ cũng là tuổi không nên, tuổi Tý không nên lấy. Đó. Tiếp theo tuổi thứ 6 là tuổi Lục, tuổi Mùi, đúng không? Thì Tý dí mùi rùi Tý thì ngày xưa các cụ có nói đó, Tý Mùi rơi vào diện lục hại. Và người xưa quan niệm rằng cái cuộc hôn nhân mà thuộc lục hại ấy, thì sẽ khó được bền vững. Vợ chồng thường xuyên xảy ra những cái cuộc cãi cọ, gia đình thì lục đục, con cái thì hư hỏng, thậm chí là trường hợp nặng còn khiến kinh doanh thua lỗ, làm ăn để thất bát, một số cặp còn tán gia bại sản và nói chung là còn nhiều chuyện nó xấu hơn thế nữa. Vậy nên là cái cặp Tý và Mùi thì người ta cũng khuyên là không nên lấy nhau. Đó. Ở trong trường hợp mà các bạn mà lỡ lấy vào những cái tuổi như là Hình, Tuyệt này, Xung này, Hại này thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải nhé, để giúp cho cái vận trình nó được hanh thông thuận lợi hơn. Đấy. Trong ngũ hành theo quan điểm về phong thủy thì là gì? Tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc. Nó sẽ đi hợp, thích đi hợp hơn đi xung và thích đi sinh hơn là đi khắc. Đó. Vậy nên là sẽ sử dụng cái vòng tam hợp để hóa giải những cái cặp xung khắc này đi. Mà trong trường hợp mà các bác nào mà vợ chồng cũng khắc khẩu ấy, khó bảo nhau ấy thì cũng hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải, để giúp cho cặp vợ chồng nó được bền vững hơn, nó được hạnh phúc hơn. Đấy, dựa vào các khí của quý nhân để hóa giải những thị phi, những xung sát, giúp cho vợ chồng được hòa thuận hơn. Đó. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Tý và tuổi Thân, đúng không? Tý và Thân thì khỏi phải nói, đúng không? Thuộc dạng tam hợp. Đấy. Thì như tôi đã nói giống như tuổi Thìn, đúng không? Thì tuổi Thân cũng là trong bộ tam hợp của những người tuổi Tý. Những con giáp mà thuộc vào cặp tam hợp khi nằm trong mối quan hệ này thì lấy nhau, vợ chồng làm ăn buôn bán thì cũng sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ và hanh thông. Và là họ là những người chung mục tiêu, chung lý tưởng, có thể là gì dễ dàng mà tiến tới cái thành công hơn. Đó, đó là những người tuổi Tý và tuổi Thân. Thì tuổi Tý và tuổi Thân tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cục diện là tuổi Tý và tuổi Dậu, đúng không? Tý và Dậu là phá nhau. Thì trong hệ thống 12 địa chi thì tương ứng 12 tuổi, mỗi tuổi lại mang một cái biểu tượng ý nghĩa khác nhau. Qua đó nó chia thành các cặp tương xung, tương hình, tương hại và tương phá. Thì những cái tuổi mà kết hợp với nhau thuộc nhóm tương phá sẽ không tốt và không được bền lâu, rất mau tan rã. Nó chủ về cái sự chống phá lẫn nhau. Chính vì vậy mà gì muốn kết hôn hay là muốn tìm người làm ăn ấy thì tuyệt đối tránh những cái tuổi này ra để được gì được an lành và hạnh phúc hơn. Đó. Như vậy tuổi Tý và tuổi Dậu cũng xấu là cũng không nên lấy nhau. Đó. Vậy thì chúng ta xếp tiếp là đến tuổi Tuất, đúng không? Tuổi Tuất. Trong trường hợp mà quý vị mà tuổi Tý với tuổi Dậu nhé, thì tuổi Tý sẽ mang cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Thân Tý Thìn, đúng không? Còn người tuổi Dậu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để hóa giải những xung khắc do cặp Tý và Dậu phá nhau gây nên. Đó. Tiếp theo tuổi Tý và tuổi Tuất, đúng không? Tuổi Tý và tuổi Tuất nó không rơi vào bộ nào cả. Nó là bình thường. Tuy nhiên thì Tý Thủy thì bị gì? Tuất Thổ nó khác. Vậy nên là gì? Những cặp quan giáp mà tuổi Tý với tuổi Tuất ấy thì sao ạ? Thì là gì? Nếu mà chồng tuổi Tuất mà vợ tuổi Tý thì là hợp đạo, đúng không? Nhưng mà chồng tuổi Tý mà vợ tuổi Tuất thì là căng đấy, tranh cãi suốt ngày xảy ra. Đấy, chồng bảo thì vợ không nghe, thường là như vậy đó. Nhất là ông giáp tý mà lấy gì, lấy một là giáp Tý lấy nhâm Tuất, hai là giáp Tý lấy giáp Tuất đó, thì cũng sẽ rất là hay xảy ra những chuyện tranh cãi đó. Tiếp theo cuối cùng ta xét trường hợp là người tuổi Tý lấy người tuổi Hợi, đúng không? Tý và Hợi cũng thuộc cái mối quan hệ là nó cũng là bình hòa, đúng không? Tý Thủy Hợi Thủy. Vậy nên cặp vợ chồng này thì cũng nếu mà cùng tuổi thì cũng gì khá mà cùng cái lấy tuổi Tý lấy tuổi Hợi thì cũng sẽ khá tốt. Nhất là ông Quý Hợi mà lấy giáp Tý thì lại cực kỳ là ngon lành. Đó. Các bạn cứ thể để ý xem, cứ Quý Hợi lấy giáp Tý thì là ngon, thì là chuẩn bài luôn, đúng không? Vì là Quý lấy độc tại Tý, đúng không? Và gì làm ăn thì sẽ có lợi có lộc. Nói chung là sẽ gặp nhiều cái may mắn. Đó. Đó là những người tuổi Tý đến tuổi Hợi, đúng không? Thì cặp này nó bình hòa, nó không có gì xảy ra tranh cãi cả. Đó. Tiếp theo là những người tuổi Tý mà lấy tuổi Tý thì sao? Đấy, tuổi Tý lấy tuổi Tý thì lại là gì? Cũng giống như tuổi Tý lấy tuổi Hợi, nhưng mà nó hợp nhau hơn là vì đã hiểu được nhau, hiểu được cái tính cách, hiểu được cái tính tình của nhau và sẽ cùng nhau thì vươn lên phát triển, xây dựng cái sự nghiệp bền vững. Đó.
thì quý vị cứ thử chiêm nghiệm mà xem tất cả những tuổi Tý mà là những tuổi này thì như thế nào. Đấy, bên cạnh mọi người thì mọi người sẽ thấy đó, sẽ có rất nhiều các cặp đôi như thế nào. Nhưng mà riêng cặp tuổi Tý mà lấy các tuổi khác như tôi đã chia sẻ thì nếu mà lấy đúng tuổi thì sẽ rất là hạnh phúc. Đấy. Ví dụ như tuổi Tý có thể lấy tuổi Sau này. Chốt lại nhá, tuổi Tý lấy có thể lấy tuổi Sau này. Thứ nhất là tuổi Tý có thể lấy tuổi Tý. Thứ hai là lấy tuổi Sửu. Thứ ba là lấy tuổi Dần. Thứ bốn là lấy tuổi Thìn. Thứ năm là lấy tuổi Thân. Thứ sáu là lấy tuổi Tuất. Và thứ bảy là lấy tuổi Hợi. Đó. Như vậy những người tuổi Tý sẽ lấy được 7 tuổi này thì sẽ được gì? Nói chung là sẽ lấy được và sẽ được ổn, yên ấm hạnh phúc, đúng không? Còn tốt nhất là lấy tuổi gì? Tốt nhất là tuổi Thìn. Tuổi Thìn, tuổi Thân. Thìn này, Thân này và tuổi Sửu thì sẽ được cát lành hơn. Trong trường hợp mà lấy phải tuổi Mão ấy, thì quý vị hãy dùng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải, đúng không ạ? Những người tuổi Mão thì sẽ dùng vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi, đúng không ạ? Còn trong trường hợp lấy tuổi Tỵ ấy, thì sẽ dùng người tuổi Tỵ sẽ dùng vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Còn người tuổi Tý thì đương nhiên là dùng vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn rồi, đúng không ạ? Còn lấy tuổi Ngọ thì người tuổi Ngọ sẽ dùng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải, đúng không ạ? Trong trường hợp lấy tuổi Mùi thì sẽ người tuổi Mùi sẽ dùng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để hóa giải, đúng không ạ? Nếu mà lấy tuổi Dậu là tương phá thì những người tuổi Dậu sẽ dùng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu đó. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. À, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về gì, người tuổi Tý thì lấy tuổi nào thì hợp, đúng không ạ? Thì đây là chúng ta xét trên mối quan hệ địa chi. Còn khi mà xét trên mối quan hệ tiến can thì nó còn gì, có lộc mã quý nhân, đúng không ạ? Nó còn rất nhiều thứ nữa và nó có thể làm tốt được. Đến một cái yếu tố này thôi thì nó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến 30-40% rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta chọn được cái thiên can nữa thì nó còn tốt nữa. Đấy, ví dụ như là gì, tuổi Giáp Tý, đúng không ạ? Bình thường là tuổi Tý lấy tuổi Dần thì nó chỉ là bình thường thôi, nhưng mà Giáp Tý mà lấy tuổi Dần thì lại gì, thì lại là tốt, đúng không ạ? Vì Giáp lấy lộc tại Dần đó. Hoặc là gì, tuổi Giáp bình thường Giáp Tý, Tý và Mùi là lục hại, đúng không ạ? Lục hại tức là nó sẽ gì, xảy ra nhiều chuyện tranh cãi thị phi và vợ chồng xảy ra nhiều cái chuyện là không hay, dễ dẫn đến tan vỡ. Nhưng mà ông Giáp Tý chẳng hạn mà lấy Tân Mùi, đúng không? Tân Mùi thì gì, Giáp Mậu Canh Ngưu Dương lấy Sửu Mùi làm quý nhân, như vậy người tuổi Mùi lại là quý nhân của tuổi Tý. Tuy rằng nó bị lục hại, viện bình thường là ông không khác ấy, thì nó là quý nhân ông Sửu này là quý nhân được 10 điểm, nhưng mà khi lấy vào ông Mùi ấy, thì nó cũng được 6-7 điểm, tức là gì, cũng là tốt hơn bình thường đó. Thì trong các video sau tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là những từng tuổi một, Giáp Tý lấy tuổi nào, Bính Tý tuổi nào, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý tuổi nào. Thì quý vị hãy đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi chương trình để biết được những cái tuổi mà mình cần mình lấy và mình cần tránh ra để có được cái gia đình yên ấm và hạnh phúc. Như vậy là tôi đã vừa trình bày cho quý vị và các bạn về tuổi Tý nên lấy tuổi nào. Thì tuổi Tý hợp với 7 tuổi, đúng không? Đây chúng ta xét theo địa chi nhé. Còn khi mà xét theo thiên can nó khác, cái thiên can tôi sẽ làm trong những video sau, thì quý vị cứ đăng ký kênh theo dõi thì sẽ có, đúng không ạ? Đấy, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về tuổi Tý lấy tuổi nào, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có đóng góp thắc mắc gì thì quý vị hãy comment bên dưới video này nhé. Đấy, những cái kết quả vị tuổi Tý lấy tuổi Sửu thì như nào, Tý lấy tuổi Dần nào, Tý lấy tuổi Mão như nào, Tý lấy tuổi Ngọ thì như nào. Đấy, tôi tin chắc rằng sẽ có một vài người là tuổi Tý lấy tuổi Ngọ lấy nhau vẫn còn hạnh phúc, thì nó sẽ ở cái video sau tôi sẽ chia sẻ cho quý vị tại sao lại như thế, đúng không ạ? Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.